Chào mừng quý cô bác và anh chị đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt thầy Sa Cát cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Ất Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Trong tháng 9 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy trong tháng 9 âm lịch, thành công của những người tuổi Ất Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến cho hầu hết các con giáp khác phải ghen tị? Không để quý vị phải chờ lâu, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Hợi 1995 mệnh sơn đầu hỏa, không quá đào hoa, tuy cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Đường tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này dễ rơi vào vòng xoáy tình yêu với những người đàn ông đã có nơi có chốn, đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc nên trước sau cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Theo phong thủy Sa Cát, tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình thì khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình, nhưng nếu bạn quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành của bạn. Những gia chủ tuổi Ất Hợi vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác quá nên dẫn đến tuổi trẻ nhiều fan còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Tháng này, tình hình của người Hợi sinh năm 1995 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của bản thân mình nên luôn muốn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng, bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính của mình. Bạn mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Xét về thiên can, Ất Âm Mộc gặp canh sư kim nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ Ất Hợi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này dự báo nếu còn đang đi học lên cao, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức phù hợp nhất cho công việc đạt được thành tích cao. Nhưng do tác động xấu của hung tinh, bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc còn ảnh hưởng đến công việc. Tại nơi làm việc, bạn sẽ đối mặt với khá nhiều thử thách, đồng thời gặp nhiều rắc rối cũng chỉ bởi cái tính nóng nảy không kiểm soát tốt cảm xúc của mình gây ra. Dù không thể phủ nhận năng lực làm việc của bạn, nhưng nếu cư xử một cách tùy hứng như vậy, bạn sẽ gặp rắc rối to. Ngoài ra, áp lực từ công việc, đồng nghiệp, cấp trên khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Bạn nên vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Với sự hỗ trợ từ phía gia đình và bằng sự khéo léo của bản thân, tuổi Ất Hợi hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong năm 2022. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn. Cần tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà cả gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng này, bạn có thể gặp một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra, da rẻ của bạn cũng có dấu hiệu kém sắc, dễ nổi mụn nhọt. Do đó, bạn nên uống nhiều nước, chớ nên thức khuya để bảo vệ làn da luôn tươi tắn. Bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua, thay vào đó hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn trưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe, vì thế đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Các gia chủ Ất Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra hài hòa tốt đẹp, làm gì cũng có người giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến. Có những việc con sắp này không dự đoán trước được, vì thế hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Người độc thân có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình. Các hoạt động đội nhóm hứa hẹn cũng sẽ đem về cho những chú người tuổi Hợi những mối quan hệ như ý. Có điều bản mệnh cần phải giữ tỉnh táo, kẻo bị kẻ tiểu nhân lợi dụng tình cảm mà lừa gạt cả tình cả tiền. Càng là người mới quen càng cần phải tìm hiểu cặn kẽ, chớ để vẻ ngoài hào nhoáng hay những lời đường mật chót lưỡi đầu môi của đối phương che mắt. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm, ít xung đột. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và ngọ Thành Hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người Ất Hợi trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 9, tức ngày mùng 7 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 9, tức ngày 19 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 9, tức ngày 4 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Ất Hợi 1995 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.